Xin được kính chào tất cả quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Và lời nói đầu tiên thì xin gửi tới tất cả quý vị những lời kính chúc sức khỏe tốt đẹp nhất, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ luận đoán tử vi chọn đời của quý vị Nhâm Thìn sinh năm 1952 Nam Mạng. Nam gia chủ tuổi này nhìn chung cuộc đời tốt đẹp và nhất là về mặt tình cảm. Cùng với tài vận, cần cố gắng duy trì các mối quan hệ tốt đẹp để có thể hỗ trợ đường tài vận cho mình. Và ngược lại, sức khỏe của bản thân, bản mệnh năm nay, năm Nhâm Dần 2022 có suy giảm do quy luật tất yếu của tuổi già. Tuy nhiên có thể trở nặng do gặp hạn tam tai, vậy nên tuyệt đối không được chủ quan. Và sau đây thì chúng tôi Phong thủy Gia Cát sẽ luận giải cụ thể từng phương diện trong suốt cuộc đời của bản mệnh, đồng thời chỉ ra những điều cần thiết, lưu ý để năm gia chủ 1952 chúng ta có sự phòng trừ cho tương lai của mình. Gia chủ Nam Mạng Nhâm Thìn sinh năm 1952 có cung mệnh thuộc cung Trấn, trực kiên, mạng trường lưu thủy, nước chảy dài, khắc thiên thượng hỏa, con nhà hắc đế trường mạng, xương con rồng, tướng tinh con chó sói, ông tử vi độ mạng. Có thể gói gọn tổng quan cuộc đời quý gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 Nam Mạng qua bài thơ sau. Nhâm Thìn số mạng như là trường lưu, mạng thủy, trẻ hoài luôn luôn. Lỗi sinh xuân hạ phải buồn, giàu sang cũng mệt, khổ thân cực hoài. Thu đông sinh đặng thời nay, như cá gặp nước, như rồng gặp mây. Đàn ông thuận số can nhâm, số thì quyền tước, không thì cũng ông. Đặng sinh là số tự trời, nhờ trời phật độ mới toàn mạng thay. Số phải đợi, vận làm giàu. Hạn qua 49 lên cao lần lần, phước dư trời báo thiện nhân, thọ khương phú hậu riêng xuân một nhà. Tổng quan, những người tuổi Nhâm Thìn Nam Mạng có một cuộc đời tốt đẹp về mặt tình cảm và tài vận. Càng về trung vận và hậu vận thì cuộc sống càng tốt đẹp hơn, công danh càng mở rộng. Những người này thường có số trường thọ từ 72 đến 78 tuổi. Nếu sống tốt hay làm điều thiện, điều tốt thì kỳ vận sẽ được tăng. Tình duyên, những người tuổi Nhâm Thìn Nam Mạng nếu sinh vào các tháng 4, 8 và 12 âm lịch sẽ có 3 lần thay đổi về tình duyên trong cuộc đời. Nếu bạn sinh vào các tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch thì chuyện tình duyên của bạn sẽ thay đổi 2 lần. Sẽ thật là may mắn nếu bạn sinh vào tháng 6, 7 và 11 âm lịch vì chuyện tình duyên sẽ được hạnh phúc viên mãn, không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào. Gia đạo công danh, khi còn trẻ, cuộc sống gia đình có phần lận đận khó khăn, nhưng đến trung vận gia đạo sẽ ấm êm vui vẻ. Càng về hậu vận, cuộc sống càng hạnh phúc, công danh sự nghiệp và tài vận cũng vậy. Tuổi hợp làm ăn, nếu hợp tác làm ăn với các tuổi Nhâm Thìn, Bính Thân và Mậu Tuất thì những người tuổi Nhâm Thìn Nam Mạng sẽ không phải lo lắng về thua lỗ hay thất bại trong mọi công việc mà ngược lại còn thu được nhiều kết quả bất ngờ. Lựa chọn vợ chồng, một cuộc sống dư giả và hạnh phúc thì người tuổi Nhâm Thìn Nam Mạng nên tiến tới hôn nhân với các tuổi nữ như sau: Nhâm Thìn, Bính Thân, Mậu Tuất và Canh Dần. Nếu bạn kết duyên với các tuổi Quý Tỵ, Kỷ Hợi và Tân Sửu, bạn sẽ có một cuộc sống vừa đủ nhưng vẫn hạnh phúc vì những tuổi này chỉ hợp với bạn về đường tình duyên mà không hợp với bạn về đường tài lộc. Còn nếu bạn chọn các tuổi Đinh Dậu hay Tân Mão để kết duyên thì cuộc sống của bạn sẽ vất vả và khó khăn vì hai tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên lẫn tài lộc. Tuổi Nhâm Thìn Nam Mạng cũng không nên kết hôn vào các năm 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 52 tuổi để tránh những chuyện không vui trong hôn nhân và trong cuộc sống. Các tuổi Đại Kỵ, Giáp Ngọ, Ất Mùi, Canh Tý, Bính Ngọ, Đinh Mùi và Mậu Tý là những tuổi mà những người tuổi Nhâm Thìn Nam Mạng không nên hợp tác trong việc làm ăn cũng như nên duyên vợ chồng để không bị tiêu tán tài sản hay dở chuyện tình duyên. Gặp tuổi Đại Kỵ thì phải hết sức cẩn trọng trong tất cả mọi việc. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi thì mới biết phạm tuổi Đại Kỵ. Mà hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì nhất định không được tổ chức cưới hỏi linh đình, rầm rộ, mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tiên tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người để giảm bớt xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức thì mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất vào năm 19, 28 và 32 tuổi, những người tuổi Nhâm Thìn Nam Mạng cần đề phòng bệnh hoạn, tai vạ ập đến bất ngờ vì những năm này là năm đại hạn đối với người tuổi Nhâm Thìn Nam Mạng. Ngoài những năm tuổi kể trên, xét gần nhất trong năm nay, bản mệnh cũng cần phải chú ý do phạm phải hạn tam tai. Tam tai là kiếp nạn 3 năm liên tiếp, do tam là 3, tai là tai họa. Và cứ sau 12 năm thì mỗi tuổi sẽ gặp nạn tam tai một lần, nó cứ tiếp diễn như vậy cho đến suốt cuộc đời bạn. Bạn cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều xui xẻo, khó khăn bộn bề.
như tâm trí bất an, tính tình nóng nảy thất thường, tiền bạc hao tốn, dễ bị mất do trộm cắp. Trong anh em gia đình thân tộc họ hàng có chuyện buồn, tang thương, đi lại dễ gặp khó khăn, tai nạn, bất trắc, dễ bị thương tích, ốm đau, bệnh tật. Dễ gặp tai tiếng thị phi, dễ dính vào kiện tụng pháp luật. Để bản mệnh có thể vượt qua năm đầu tam tai bình yên, quý gia chủ Nhâm Thìn Nam Mạng sinh năm 1952 nên giữ tâm thái bình tĩnh, tránh khinh suất trong xử lý mọi việc. Bên cạnh đó có thể mang theo bên mình vòng tam hợp quý thần để được trợ mệnh, chiêu đón tài lộc, may mắn và bình an. Trong phong thủy, tam hợp quý nhân là yếu tố quan trọng trong 12 con giáp. Sử dụng tam hợp địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc và quý nhân trợ giúp. Tam hợp thủy, hỏa, mộc, kim, thổ giúp tăng cường năng lượng hộ thân, sự ngưng tụ khí đó còn đem lại may mắn thuận lợi trong sự nghiệp và tài lộc cho cả gia chủ. Năng lực của tam hợp khí được xếp vào hàng đầu trong các ngũ hành hóa khí, đả thông năng lượng, ngưng tụ thiên địa nhân, giúp hóa sát, cải vận. Phối hợp tam hợp theo tuổi của thập nhị địa chi năm sinh, còn gọi là minh hợp hay quý thần hợp, vì khí vô cùng tốt lành trong phong thủy cải mệnh. Ở đây Nam Mạng Nhâm Thìn sinh năm 1952, sử dụng vòng tam hợp thân tí thìn là quý thần phù trợ cho tuổi của bản mệnh. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long hay huyết rồng, là vua của các loại gỗ, có khả năng thấu quang, cho ánh sáng xuyên qua và có mùi thơm đặc biệt, không bị phai theo thời gian. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp với ba viên đá mã não màu đỏ, trên có các hình tượng linh vật quý nhân tam hợp thân tí thìn. Hình tượng này có nghĩa chiêu mời quý thần trợ lực, thâu thu tài lộc, đặc biệt có tác dụng cực mạnh trong việc giải trừ năm hạn, thái tuế, tam tai. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tam hợp quý nhân trước khi đến tay gia chủ cần phải được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, tuổi Nhâm Thìn Nam Mạng xuất hành vào ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn thì công việc sẽ luôn suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều tài lộc. Ngoài ra mệnh chủ gặp hạn Diêm Vương trong năm nay, do đó hãy cẩn thận vấn đề đi lại kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Để luôn được bình an suôn sẻ trên mọi nẻo đường, Nam Mạng Nhâm Thìn sinh năm 1952 nên mang bên mình bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm được chế tác từ bạc S999, là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng chính là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng, có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh thì mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên, vài vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc, đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Diễn biến từng năm, từ năm 20 đến năm 25 tuổi, đây là khoảng thời gian có nhiều cơ hội cho bạn phát triển và bạn cũng sẽ đạt được nhiều thành công về mọi mặt. Vào năm 24 và 25 tuổi, bạn nên đi xa làm ăn sẽ có lộc về tiền tài. Từ năm 26 đến năm 30 tuổi, công danh sự nghiệp ngày càng đi lên, cuộc sống gặp nhiều may mắn thuận lợi, tiền bạc dồi dào, tình duyên hạnh phúc. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi, có nhiều cơ hội để phát triển và tạo dựng sự nghiệp vững mạnh vào năm bạn 31 tuổi. Năm 32 và 33 tuổi, cần phải cẩn trọng trong mọi việc để tránh bị thua lỗ hay hao tổn tiền bạc. 34 và 35 tuổi, mọi việc thuận lợi, nếu đi xa làm ăn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, sự nghiệp và cuộc sống thành công mỹ mãn. Vào các năm bạn 36 và 37, 38 tuổi, những tháng đầu năm và cuối năm của 39 và 40 tuổi có hơi bất lợi cho bạn. Cần phải tránh những điều tiếng không hay làm ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống của bạn. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, gia đạo, công danh, tốt đẹp, tiền tài, tình cảm, tất cả đều rộng mở đối với bạn trong những năm này.
từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi. Năm 46 tuổi có nhiều cơ hội để tiền chảy vào túi bạn. Nhưng sang năm 47 và 48 tuổi, bạn nên hạn chế tối đa việc đi làm xa, sẽ tránh được việc mất tiền hao của. Vào năm 49 và 50 tuổi, mọi việc trở nên thuận lợi hơn cho bạn. Từ năm 51 đến năm 55 tuổi, sức khỏe giảm sút, đau ốm liên tục, cuộc sống có nhiều xáo trộn khó tránh được, những điều không may và sự ra đi của tài lộc. Từ năm 56 đến năm 60 tuổi, những năm này cũng không tốt cho công việc làm ăn của bạn, nên đừng vứt tiền qua cửa sổ, hãy dành thời gian hơn cho gia đình của mình và cuộc sống sẽ có nhiều niềm vui hơn. Như vậy, Phong Thủy Gia Cát vừa mới luận đoán xong tử vi chọn đời năm mạng tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 và những chia sẻ trên đây mang tính chất chiêm nghiệm. Vì vậy, mong rằng quý vị gia chủ hãy đón xem một cách hoan hỷ và có sự chuẩn bị cho bản thân trong tương lai. Chúc quý vị sức khỏe, may mắn, tài lộc và như ý.